Chào đón quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư đến với kênh Bất động sản Minh Đức Bình Dương. Để đầu video, em Minh Đức kính chúc quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Và để đưa quý anh chị, quý khách hàng đi tham quan cái căn nhà một trệt hai tầng lầu, tọa lạc nằm ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Để quý anh chị nào có nhu cầu muốn chọn cho mình một căn nhà an cư lập nghiệp thì quý anh chị nắm bắt được cái video của em Đức Minh Đức đang review, thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký, nút like, chia sẻ để em lấy động lực đưa quý anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà bên em đang có. Và căn nhà em Minh Đức đang review đây là có hướng Tây, diện tích 5x19, đã có hoàn công sẵn quý anh chị, căn nhà giảm giá quý anh chị nhé. Căn nhà hiện tại là bây giờ đang có giá là 4 tỷ 350 triệu, trước đây là 4 tỷ 600 triệu, quý anh chị đã hạ giá xuống còn 4 tỷ 350 triệu quý anh chị nhé. Và đặc biệt hơn thì bây giờ chúng ta được tham quan cái cơ sở hạ tầng ở đây, thì phía vào trong này thì chỉ là đường xe hơi thôi quý anh chị nhé, đường xe hơi thoải mái luôn đó. Và đặc biệt hơn thì quý anh chị sẽ ra khoảng chừng 5-7 mét quý anh chị nhé. Đây em sẽ cho chúng ta tham quan, nó là trục đường Mỹ Phước Tân Vạn quý anh chị. Đây đó là đường Mỹ Phước Tân Vạn nhé. Quý anh chị di rời từ căn nhà này mà ra tới ngã 6 vòng xoay An Phú. Vâng, ngã 6 vòng xoay An Phú và quốc lộ 1K thì cái tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn này chia làm đôi quý anh chị nhé. Cái tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn này chia làm đôi, một nửa là về quốc lộ 1K và một nửa thì về ngã 6 vòng xoay An Phú quý anh chị nhé. Rất tiện lợi chúng ta di rời. Và đặc biệt hơn thì bây giờ quý anh chị sẽ cùng đồng hành với em đi tham quan cái công năng sử dụng của căn nhà quý anh chị nhé. Một cái công năng sử dụng của căn nhà rất tuyệt vời: sân xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 4 nhà vệ sinh, sân phơi đằng sau quý anh chị nhé. Một cái mặt tiền của căn nhà 2 lầu 1 trệt, nhưng cứ ngỡ rằng là 1 trệt 3 tầng lầu. Ý là cứ ngỡ rằng 1 trệt 3 tầng lầu, bởi vì ở trên nó còn một cái mặt tiền ở trên vách dựng đó. Quý anh chị nhìn thấy giống ba lầu không ạ? 2 lầu 1 trệt nhưng mà nhìn đúng như kiểu mà 1 trệt 3 tầng đâu. Quý anh chị nha, tham quan nha. Rồi một cái cổng rất sang trọng lịch sự cho chúng ta khi chúng ta sử dụng sân xe hơi 7 chỗ ở ngoài này. Căn nhà này đặc biệt là sẽ có hoàn công quý anh chị nha. Quý anh chị cùng đồng hành với em Minh Đức tham quan chi tiết cái công năng sử dụng của căn nhà này. Em sẽ review kỹ cho chúng ta mặt tiền, chúng ta sẽ tham quan cùng đồng hành với em Minh Đức tham quan kỹ trước mặt tiền này và sân xe hơi. Khi chúng ta về an cư lập nghiệp ở khu vực này thì chúng ta sẽ làm hai cái nâng can và mái kéo thì rất là ok. Một cái sân xe hơi chúng ta rất lý tưởng chị nhá. Rồi khi chúng ta di rời vào cái tiền sảnh này thì một cái tiền sảnh xong rồi đó đến cửa chính của nhà chúng ta thì là bộ cửa nhôm kính sofa 4 cánh. Chúng ta di rời nhanh vào trong phòng khách thì quý anh chị tham quan phòng khách này đúng như kiểu nhà hàng, nhà để kho ấy. Bởi vì là quý anh chị ơi, thời gian này cũng bất động sản lắng đọng lâu cho nên là anh đầu tư này mang ít đồ về để ở đây thôi, để tạm thời ở đây thôi, coi như là ở nhà chặt quá thì nên để thôi quý anh chị nhé. Và căn nhà này chưa có nội thất quý anh chị ạ, chưa có nội thất nhé. Chúng ta sẽ tham quan kỹ căn nhà này và căn nhà này đã giảm giá thì chúng ta sẽ cố gắng tham quan hết cái kênh của em Bất động sản Minh Đức, thì chúng ta sẽ đăng ký vào nút chuông khi em review lên hàng ngày cho quý anh chị, thì quý anh chị sẽ ở bên mâm cơm gia đình tham quan chi tiết cái căn nhà này hoặc là một mẫu nhà khác nữa quý anh chị nhé. Một cái phòng khách rất rộng rãi và một cái khu vực cầu thang đã có kệ ở trong cái hộc này cho quý anh chị, và đặc biệt hơn là ở trên tường là bằng nhựa PVC hết quý anh chị nhé. Ở trên tường này vân sóng và khu vực bên này thì cái ô này cũng là một cái ô như kiểu mà bức tranh, cũng khung học bằng gỗ sồi quý anh chị ạ. Chúng ta sẽ tham quan kỹ ạ. Cầu thang cũng như thường lệ thôi, tay vịn bằng gỗ này là gỗ sồi quý anh chị nhé. Tay vịn gỗ này là gỗ sồi và kính cường lực dày 8 ly. Cầu thang cũng đá hoa cương như thường lệ. Di rời vào phòng khách, phòng bếp thì quý anh chị sẽ có một cái không gian phòng bếp rất rộng rãi nhé. Căn nhà này thì không có nội thất cho nên em review cũng kỹ và nhanh cho chúng ta để chúng ta ở bên mâm cơm gia đình tham quan.
Đây là một cái không gian phòng bếp và kết hợp cho chúng ta một cái tủ chất liệu bằng gỗ sồi. À, quý anh chị nhé. Cái này cũng gỗ sồi nhưng mà cái cầu thang cũng gỗ sồi nhưng mà mỗi một cái màu phun lên thì nó sẽ khác nhau. À, quý anh chị nhé. Rồi, đây là cái dàn của phòng bếp này, quý anh chị tham quan. Về phía đằng sau thì quý anh chị sẽ có một cái giếng trời từ dưới lên trên để sáng của cái khu vực phòng bếp này và mở cửa tất cả các phòng ở trên. À, quý anh chị tham quan thì đây là một cái sạp rửa này. Khi quý chị nào con gà con vịt ở đây cũng là thoải mái, ok, công tác với lại kết hợp với lại cái nhà vệ sinh ở dưới trẻ đầy đủ các thiết bị. Quý anh chị tham quan kỹ ạ. Một căn nhà có hướng Tây, em sẽ review nhanh kỹ cho quý anh chị. Có hướng Tây, diện tích 5x19, đã hoàn công sẵn quý anh chị nha. Căn nhà này đã hoàn công sẵn và công năng sử dụng sân xe hơi, phòng khách, phòng bếp, tổng là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ rộng và 4 nhà vệ sinh, sân phơi đằng sau quý anh chị nhé. Rồi, bây giờ em sẽ đưa quý anh chị đi lên trên lầu 1 để tham quan. Rồi, ok. Em bất động sản Minh Đức đang là ở trên mâm nghỉ của lầu 1. Vâng, cái mâm nghỉ của lầu 1 thì chúng ta sẽ tham quan chi tiết cái cầu thang. Một cái cầu thang rất sang trọng. Sau đó em sẽ đưa quý chị vào tham quan cái phòng ngủ đầu tiên. Đây là một cái phòng ngủ ở phía đằng sau. Quý anh chị tham quan, phòng ngủ này chưa có nội thất nhưng căn nhà này không có nội thất quý anh chị nhé. Nhưng một cái phòng rất sang trọng. Sáng bởi vì có hai cái cửa, một cái cửa ở giếng trời và một cái cửa ở phía đằng sau này. Có nhà vệ sinh khép kín luôn kính quý chị nhé. Đó, đây là nhà vệ sinh khép kín cho cái phòng ngủ đầy đủ các thiết bị. Đó, quý chị tham quan nhé. Xe thuyền có quý chị nhé. Xe thuyền có, tại sao mà một nhà vệ sinh không có xe? Bởi vì bữa trước là căn nhà này có cái cửa quý chị ạ. Đấy thì mất mấy cái xe quý chị tham quan. Cuộc sống đã khó khăn nhưng mà lại gặp những đối tượng không tốt bụng với chị ạ. Đấy, thường thường là như bên em là mất cho cái quá trình để cửa, nói chung là vẫn bị cậy cửa quý chị, lấy mất cái mấy cái xe thuyền và mấy cái gương. Rồi đây, tại sao là quý chị nhé, tất cả mà 4 nhà vệ sinh mà lại không có xe thuyền. Đây, chúng ta sẽ tham quan. Đó, nhà vệ sinh khép kín cho phòng ngủ đằng trước, sen thuyền cũng đã bị gỡ. Đó, chúng ta sẽ tham quan nhé. Rất là khó khăn mà lại còn bị mất trộm nữa. Đây, quý chị tham quan, đây là cái trần và cái phòng ngủ ở trên lầu 1 quý chị, rất rộng rãi nhé. Chúng ta sẽ tham quan kỹ cái trần và khu vực này là cái cửa mẹ bồng con. Rất là sáng cho cái phòng này, rất là tiện lợi cho quý chị di rời ra Mỹ Phước Tân Vạn, là chỉ cần có mấy mét thôi là quý chị đã ra tới Mỹ Phước Tân Vạn rồi. Rồi, ok. Cái video nhanh thì em sẽ review nhanh cho quý anh chị tham quan cái căn nhà này, cũng không cần thiết gì phải review kỹ như mọi căn, khi mà những căn em review tới 16-17 phút đấy quý anh chị, nhưng mà căn nhà này em sẽ review cho chúng ta nhanh. Ở dưới lầu 1 em đã review kỹ hai phòng của chúng ta. Bây giờ quý chị lên lầu 2 ạ. Rồi, em đang ở trên mâm nghỉ của cầu thang ở trên lầu 2. Thì quý chị tham quan cái cầu thang cho chi tiết từ trên lầu 2. Đó, chúng ta sẽ tham quan này. Và em sẽ cho chúng ta tham quan cái phòng ngủ ở trên lầu 2. Đây là một cái hành lang ở trên lầu 2. Và phòng ngủ này cũng rộng rãi quý chị nhé. Đặc biệt là chúng ta có 3 phòng ngủ rất rộng. Bởi vì là cái nhà này là thiết kế riêng về đất của căn nhà là 12 mét quý chị nhé. Đó, 12 mét đất của căn nhà này cũng rất rộng quý chị. Rồi, phòng ngủ em đã review kỹ. Chúng ta về phòng thờ.
Thì quý chị về phòng thờ thì quý chị thấy sáng không ạ? Có ba cái cửa này, cửa mẹ bồng con luôn. Tuy rằng ở trên này nó không có ban công bởi vì thiết kế theo cái hình hộp của căn nhà, thì cái phòng thờ này là không có ban công, chỉ có cửa mẹ bồng con thôi quý chị nhá. Đó, rất sáng cho cái phòng thờ quý chị ạ. Đó, quý chị tham quan này. Và quý chị ngồi đây có thể là chúng ta cũng tham quan được cái đường Mỹ Phước Tân Vạn quý chị. Đây ạ. Đây là Mỹ Phước Tân Vạn và đằng trước nhà mình đây dân cư đông đúc, nhưng mà nó là cái xưởng quý chị nhé. Đường vào bên trong rất đông quý chị ạ. Quý chị tham quan này. À, đây là đường vào bên trong nhé. À, chúng ta tham quan kỹ. À, và rất tiện cho chúng ta di rời đấy, Mỹ Phước Tân Vạn đấy quý anh chị. Đó, chỉ có mấy mét mà ra tới đường, coi như là cái mặt tiền của mình là mặt tiền Mỹ Phước Tân Vạn đấy quý anh chị. Đây này. À, chúng ta tham quan này. Đó, thấy không ạ? Rất ok. Rồi, em sẽ đưa quý anh chị tham quan cái nhà vệ sinh ở trên lầu. Ở trên lầu 2 của chúng ta là một phòng ngủ, một phòng thờ, một nhà vệ sinh và một sân phơi. Sân phơi phía sau quý anh chị. Đây là nhà vệ sinh quý anh chị nhé. Để em tư vấn cho quý anh chị chín chắn hơn một xíu nữa là cái nhà này bị mất trộm quý anh chị ạ. Bởi vì vậy cho nên là tháo hết tất cả những cái sen thuyền rồi. Thì mai mốt chắc sẽ ráp lại quý anh chị nhé. Khi nào mà khách hàng về thì bên em sẽ ráp lại. Và khách hàng ứng căn này thì em sẽ ráp lại cái sen thuyền và sen cây. Đây là một cái sân phơi cho quý anh chị khi quý anh chị sử dụng để máy giặt và phơi đồ. Đây là cái trên lầu quý anh chị nhé. Và đây là đường Mỹ Phước Tân Vạn quý anh chị tham quan này. Đây là đường Mỹ Phước Tân Vạn nhé. Và khu vực này có cái chùa, cũng rất gần cho chúng ta đi chùa hàng ngày. Dân cư đông đúc này quý anh chị này. Quý anh chị tham quan nhé. Quý anh chị di rời phía bên này ra quốc lộ 1K đấy quý anh chị. Rất tiện lợi cho quý anh chị. Quý anh chị nào đang tham quan cái kênh của em Bất Động Sản Bình Đức thì quý anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký, nút like, chia sẻ để lấy động lực đúng quý anh chị đi tham quan tất cả những mẫu nhà để em đang có quý anh chị nhé. Và bây giờ quý anh chị đi xuống trệt. Rồi, em Minh Đức đã đưa quý anh chị xuống dưới trệt để tư vấn lại cho quý anh chị một cái căn nhà một trệt hai tầng lầu có hướng tây, diện tích 5 x 19, đã có hoàn công sẵn quý anh chị nhé. Căn nhà đã có hoàn công sẵn và căn nhà đã giảm giá cho chúng ta. Quý anh chị thấy ông một cái xe hơi đi vào bên trong kìa, là quý anh chị biết được là khu vực này là xe hơi đi thoải mái nhé. Và căn nhà được thiết kế một trệt hai tầng lầu, công năng sử dụng sân xe hơi 7 chỗ, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ rộng, 4 nhà vệ sinh, 1 sân phơi. Căn nhà này đã giảm giá, trước đây là có giá là 4 tỷ 600 triệu, nhưng mà hiện tại bây giờ đã xuống giá, là giá bây giờ đang giá bán là 4 tỷ 350 triệu. Quý anh chị đã sở hữu căn nhà này thì nếu có quý anh chị sở hữu thì quý anh chị chỉ cần là có tiền khoảng chừng đầu 2 tỷ thôi. Quý anh chị nhá, khoảng 2 tỷ, hơn 2 tỷ một xíu, 2 tỷ rưỡi đi. Thì chúng ta sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị bởi vì căn nhà này là có hoàn công cho nên là vay ngân hàng rất cao. Ok quý anh chị nhá. Vâng, thì để kết thúc video thì em Minh Đức cũng kính chúc quý anh chị, quý khách hàng, quý đầu tư có một ngày làm việc thành công, bên gia đình hạnh phúc vui vẻ. Em Minh Đức hẹn quý anh chị video tiếp theo ạ.